Xin chào các bác, chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của Đầu Gối Gia Vũ. Thì sau khi cơn bão thì bên cơ sở Đầu Gối Gia Vũ bên em tấp nập để trả hàng cho các bác đây. Đấy, thì hôm nay em bàn giao con bàn án gian mẫu thọ trơn hàng mộc cho anh khách ở Quảng Ngãi. Thì anh là chuyên chạy xe Bắc Nam ấy, nhưng mà theo công ty vận tải chuyên hàng nông sản. Thì anh ấy bảo là xem kênh YouTube của Đầu Gối Gia Vũ đã lâu và vẫn ưng cái mẫu bàn thờ này. Các bác rất ưng cái mẫu bàn thờ này thì anh ấy ở Quảng Ngãi, thì em sẽ bàn giao hàng cho anh ấy trên đường quốc lộ 1A để anh ấy có xe tải và anh sẽ trở về nhà. Các bác, bây giờ em xin phép là đi chi tiết vào con bàn án gian mẫu thọ trơn như này, một trong những cái mẫu bán cực kỳ là chạy bên cơ sở Đầu Gối Gia Vũ bên em các bác nhá. Thì đi vào chi tiết của đơn đặt hàng của anh ấy, với con bàn này với kích thước ở đây các bác đang nhìn này, với chiều dài là 1m75, cao là 1m17 các bác, cao là 1m17 và chiều sâu ở đây là 97 các bạn, chiều sâu nó là 97. Với cái phần khuôn mặt em làm cho bác ấy là hàng khuôn 5 ván 2 phân các bạn, khuôn 5 ván 2 phân, lá mặt chấp 2 thì có nhìn thấy này, phần khuôn đây cực kỳ là dày các bạn. Ván mặt 2 phân thì các bác có thể kiểm tra ở phần cái khe mộng này của cơ sở Đầu Gối Gia Vũ bên em này. Đấy, thì trên thị trường ấy thì chỉ có cơ sở Đầu Gối Gia Vũ bên em làm theo cái hàng mộng thủ như thế này đó nhá, hàng mộng thủng đút như thế này thì cực kỳ là bén, coi nhìn đấy ạ, hàng mộng đút thế này thì cực kỳ là bén và nó cực kỳ là chắc, mà khi ví dụ mà gỗ tự nhiên của mình nó có bị co ngót đi một xíu ấy, đấy thì vỗ cái phần đằng sau này vào thì càng ngày nó càng khít cái này vào, đấy thì sản phẩm của mình nó sẽ đẹp các bác nhá. Là lên phần khuôn mặt là phần khuôn 5 ván 2 phân, lá mặt chắp 2, các bác nhìn thấy từng cái vết ghép này cực kỳ là bén. Đấy, em mà không chỉ thì nhiều bác là sẽ không biết được cái đường chỉ ghép này, nó quá là nhỏ đi các bạn. Và cái phần cổ em đang làm cho bác đây là cổ ván cổ 2 phân các bạn ạ, ván cổ 2 phân và đục cái chữ vạn cực kỳ là sạch sẽ. Và ở đây là đang được cạo nạo lại từng cái đường nét sao cho nó bén nhất để mà khi mình sơn lên ấy, nó không bị những cái đường chỉ như thế này. Đấy, nó, các bác có nhìn thấy không, cái đường nó còn gò gò lên một xíu như thế này, này. Đấy, để làm sao cho nó được mịn nhất và bén nhất các bác nhá. Với cái hàng loại 1 là hàng mộng thắt các bạn, hàng mộng thắt thì các bác nhìn thấy này, vai thắt, chân thắt, các bác nhìn thấy cái thang chân nữa, đây là chân 12 các bác nhá, chân 12 nhưng mà cái thang chân của nó cực kỳ là to. Đấy, cực kỳ là dày dặn và chắc chắn luôn. Và cái phần vai đây em làm cho bác là vai 5 bản 10 kết hợp với chân 12 hàng mộng thắt, thì các bác nhìn thấy này, mộng thắt cái phần này tháo rời ra hết các bác nhá, phần này tháo rời, đấy, phần này cũng tháo rời, nhưng các bác nhìn xem này, đấy, nhìn thấy hai cái màu, cái chân này em đang vừa mới lót xong, để đây, chân này đây, nhìn nó có bén không các bác, cực kỳ là bén luôn, đó nhìn, móng tay không đút được vào này các bác này, đấy, còn cái đường chỉ này nó cực kỳ là bén và toàn bộ được tháo rời ra hết coi nhá, đây ạ, cái phần này là phần gắn chết vào rồi, thì cái phần chân tiền này gắn chết, còn cái phần này là thắt đây, cực kỳ là bén. Và sang đến đầu bên này đây ạ, ta nhìn để xem mộng thắt này cực kỳ là bén và cực kỳ là sắc được kia nhá. Còn vai 5 bản 10 kết hợp với chân 12 là phù hợp. Còn bác nào mà làm chân 14 thì mình làm vai 6 bản 10, chân 18 thì làm là vai 8 bản 12 hoặc bản 14 thì nó sẽ to và đẹp hơn. Đấy, tất cả những phần ván cổ này được làm là 2 phân này các bác nhìn, cái phần ván cổ đều được đục làm là 2 phân đấy ạ. Ván cổ đều được đục là bằng 2 phân. Và phần dưới tiền đây là phần dạ tiền được làm dài 4 phân và cái mẫu thọ trơn ở đây. Các bác nhìn thấy mẫu thọ trơn đấy ạ. Đấy, cực kỳ là lành sạch. Ví dụ như bác nào có gia đình hoặc là hai vợ chồng làm ăn, bận rộn làm ăn đấy, mà ngày rằm, ngày lễ, đấy chỉ lên thắp hương vào hai ngày đấy thôi ấy, thì rất đơn giản. Đấy, các bác cầm cái khăn ướt các bác lau chùi quá là sạch sẽ luôn, tại vì nó không đục kinh bong sắc nét. Đấy, với cái mẫu án gian thọ trơn này thì cực kỳ là đẹp các bạn, cực kỳ là đẹp luôn các bác nhá. Đường nét từng chi tiết của nó thì quá là đơn giản, rất dễ cho việc lau chùi. Đấy, phần trên này là những cái bao loan các bác nhìn này, những cái phần bao loan được gắn ở trên này tạo nên cho mình cái giác gọi là bốn xung quanh sẽ đẹp hơn. Các bạn nhìn thấy tổng thể chưa? Đấy. Và bây giờ em sẽ đưa các bác đi vào phần bên trong của chiếc
án gian này với cái hệ thống thang xả đằng sau đây. Đấy, những cái thang xả nó cực kỳ là to. Đấy, thì trên video thì các bác sẽ không thấy rõ được cái độ to của nó, nhưng mà các bác cứ hình dung nhá, đây là một cái chân 12. Chân 12 thì có nhìn thấy cái thang xà này. Đấy. Nó đã chiếm rất nhiều rồi, các bác nhìn này. Hơn 1/3 của một cái chân luôn, đúng không các bác? Đấy. Và đây là cái phần gỗ lạt bên trong, các bác nhìn xem. Đấy. Ở bên cơ sở gỗ trong bên em, ví dụ mà bác khách ở xa thì không xem được, không đến xem trực tiếp cơ sở được, thì em sẽ quay hết cái phần bên trong này để gửi đến bác. Đấy, để cho gia đình bác ấy xem và cũng như đăng lên kênh YouTube để cho các bác cùng xem, cùng kiểm tra hộ bác ấy luôn, là cái sản phẩm là nó có vết gì không, lỗi lầm gì không. Với 1m75 thì em làm cho bác ấy là 7 thang xà, trong đó là có 2 thang én và 5 thang đỡ. Đấy, tất cả đều được làm trên chất liệu bằng gỗ hương đá và cực kỳ là to. Đấy, cái phần khuôn 5/2 này và sẵn thang xà như này thì cực kỳ là chắc chắn và được gia cố thêm. Đây là những cái phần kèo, phần đỡ như này cho nó chắc chắn các bác. Đây, coi nhìn cái phần gỗ bên trong này chưa. Đấy, hệ thống thang xà đằng sau của gỗ vương đá đây. Đấy, cực kỳ là dày và to và có mộng đầy đủ hết các bác nhá. Có mộng đầy đủ cho các bác, tránh cái trường hợp là bảo là hàng chỉ nguyên bán đinh không, hay là hàng chỉ có mộng mà lại không có keo cố thì nó sẽ không chắc chắn. Và cái phần khuôn 5/2 phân đây, coi nhìn này. Đấy, đây là cái phần bao loan của bác ấy. Và với cái hàng mộng thắt như này mà có cái hàng mộng đút của mặt bàn này thì các bác thấy được nhiều ở trên những cái bộ ghế của Trung Quốc, các bác nhìn thấy những cái hàng mộng đút này, bộ ghế của Trung Quốc. Đấy, thì hôm sau em sẽ quay cái quy trình làm cái phần mặt bàn như thế này để cho các bác xem. Đấy, với những cái hàng dùng mộng giống cái hàng ghế Minh của Trung Quốc như vậy thì giá trị và cái công thợ người ta làm cực kỳ là cao. Đấy, nhưng mà em đã áp dụng vào trên những cái mặt bàn này để làm cái nơi chờ, là sau đó để cho mặt bàn của mình khi mà nó có cũng bị co ngót mình vỗ vào thì nó sẽ chắc chắn và đẹp hơn các bạn. Đấy, thì tổng thể của chiếc bàn này em đang làm cho bác này là chân 12, dài 1m75, cao 1m17 và rộng là 97, với cái diện tích phòng thờ là khoảng 10m2, 8m2 đấy, hoặc là 7m2, thì các bạn có thể sử dụng mẫu án gian thờ, mẫu thọ trơn như này các bạn nhá. Và đặc biệt là bác nào đang, hai vợ chồng đang làm ăn kinh doanh ấy, mà ít có thời gian ấy, cần sự đơn giản, nhẹ nhàng, dễ lau chùi, dễ dọn dẹp, thì các bác nên chọn ngay cái mẫu án gian thờ, mẫu thọ chơi như này thì nó đơn giản và đẹp các nhá. Và cảm ơn các bác đã xem hết video này, và video này cũng mong là các bác trong gia đình của nhà bác ấy và các bác đã xem kênh YouTube có thể xem được và comment cho em ý kiến, cho bác ấy biết được thêm nhiều ý kiến về chiếc bàn thờ án gian mẫu thọ chơi này các bác nhá.